để chung vô cho mày hút chung vô luôn hả? Để ủ đây. Ý là mình hút ở vô lộ luôn kìa. Em xay riêng để bê lại. Cái đây là thịt nè, thịt đây mình mua thịt đi khổ này, thịt trên tê mới làm rê rất là tư trắng à. Đó. Để mình chay, để mình lấy thịt tư để mình mới làm đi, nó có cái đồ nóng thịt cho nó không làm cho nêm cho cái đầu dẻo. Giờ mình để đây là cái bữa mình xay này nha các bạn, mình xay để làm nêm nè, mình sắc re để mình làm nêm á, sắc re. Giờ mình vô mình xay nè. Cho nó khỏi nóng máy ra, đúng rồi, nóng máy. Cho nó làm cái độ máy để cho nó khỏi. Rồi bỏ đế vô chỉ cho khỏi nóng máy không? Kỹ thuật chứ không mình không biết phải làm cho quay thấy. Cho mình luôn mình chút có hay xe vậy luôn con đi thợ nó làm à, chứ cũng như thợ này nó độ sao thợ đi thợ chiên không nó làm mình bán ai không thấy đường có ngoại nha không mấy cái bị thôi cái bị gì nó nước vô không lấy vô kìa chị dư bả thịt vô ha từ từ chị chưa bả gì chị vô để yến con đàng hoàng. Bây giờ là mình xay bằng nước đường nha, đường con bê đường quen. Bây giờ mình xay, cậu giờ mình thương liệu lê đường đó nè. Mấy lẹo đường? Ông làm tay đi, phải biết biết làm nêm. Từ đây thì muốn. Gia vị mà kêu đồ nướng đồ gia vị á, mình phải thì có cách nướng đồ gia vị á. Mình làm. Lấy cái đồ đi tắm luôn cho trong hũ cá mà không có lấy cái muối nha. Gia vị nè. Nếu gia vị làm nêm á. Mình phải làm nêm rồi có gia vị chứ mới đâu phải đường muối bột ngọt kia là mình bỏ là mình giờ mình xay nha. Bây giờ bỏ xay rồi. Bỏ vô chị vô bỏ vô. Đổ vô xong ngay không? Giờ mình đổ gia vị vô trong cái nồi xay. Đó, cái bây giờ bỏ vô trong cái son luôn nè. Đó, gia vị mình bỏ vô mình xay luôn nè. Bấm máy kìa. Còn đây là trẻ cái lụa.
đây là nêm nướng à, cuốn một cái cuốn chảy gì là 10.000. À, cái vịt ra mình cắt ra làm bốn để mình cuốn nè. Mắm thì bỏ trong này đi, rất là nóng, rất là ngon nên nước mắm nha. Còn đây nè, cuốn xong như gì á, là một cuốn gì là 10.000. Mà cuốn này nè, gồm có nè, như là chả lụa, thịt nướng, nướng, nem nướng á, rồi trứng vịt, rồi xong đầu chả rem, chả rem đây. Chả rem là cuốn rất là giòn, rất là ngon nha các bạn. Các bạn 10.000 một cuốn. Nè mấy bạn đây, đây là dưa leo. Cùng với một lỗ rau sống đây. Đây lỗ rau sống đây nè. Lỗ rau sống này là bảo bị để nó tươi. Rau sống rất là ngon, dùng cái gì đó. Dễ dùng cái gì nó rất ngon. Bóng bị bóng không được sống. Thì để rau sống này nó bảo bị bóng nè. Ngon nè. Mười ngàn cuốn nha các bạn. Dễ giòn ngon ha. Cuốn bánh tráng nè, bánh tráng rất là ngon à. Các bạn ăn tráng cũng dễ nè. Dễ mình bánh tráng này nó dịu nha. Trước khi cuốn người ta ủ thì ra nó mềm, rồi là nó cuốn được trễ, chứ còn mình không ủ thì tráng nó cứng đó. Đây là nó không không có được mềm. Đây thì chắc cuốn là 10.000 cuốn á. Đèn. À, một cuốn với 10.000 hả? Ừ. Cầm đũa. Đè cầm. Rồi bác vị bỏ ớt thôi đi bè đi mày bỏ ớt vị không bỏ không bác chung luôn nha cái bác nghe về hai vị bị bỏ vị không con bỏ chung mắm vô luôn bác chung luôn nhỏ không hả nè bị bự mẹ ấy em nói về cái vị mắm đây nó nhỏ lắm. Cái này nó được bỏ chung cho gì nè. Lên nào rồi không? Cái này kín sợ Diêm nè. Bữa nay là trời mưa rất là âm u nên ít có người đi đường á, dịch bệnh cũng người ta cũng biết về đường đi nhiều á, chỉ lâu lâu một hai người đi thôi, người ta cũng đi giao hàng mà người ta bán phần gà đó, cái gà này xuống ha, nè đây này xuống nè. Rồi hết giãn cách hết giãn cách rồi mà người ta ít cái ra đường lắm nên ta ở nhà chỉ mình bán cái gì là mình ra tặng nhà người ta ăn, ít có người đi quay lại. Cho mình một like và chia sẻ đăng ký kênh, bye bye.